bộ vuông trơn sau cỡ 1 mét, rất nhiều bác đã mua, rất nhiều bác đã đưa về xưởng mình sản xuất rồi và có yêu cầu là phải làm thêm một cỡ nhỏ hơn nữa. Đó, do vậy là hôm nay là tiếp tục giới thiệu tới tất cả các anh em là một cỡ của vuông trơn vắt góc. Bộ này có kích thước nó khoảng tầm 80 nhé. Đến cuối video sẽ đo kích thước về chiều rộng cũng như là chiều cao cho tất cả các bác anh em xem. Còn bây giờ sẽ tháo ra trước. Bộ này là bộ test mẫu cho nên sẽ không làm đáy nhé, mà chỉ có đắp vào để kiểm tra về cái form dáng thôi. Cuộn dốc đấy nhỉ, vừa gõ nhẹ là nó đã tự bung ra rồi. Đấy, khuôn trơn thì bao giờ cũng vậy, nó rất là dốc rồi, rất là nét luôn. Đó, các mảnh đều nét rồi, thấy form. Từ từ xem nào, thấy form, phải nói là form rất là đẹp nhá. Form rất là đẹp, cân đối. Bộ này còn đẹp hơn cả bộ 1 mét luôn về form dáng. Nó có cái chiều cao rất là nhìn nó rất là cân đối nhá, chiều cao cân đối. Form này hôm vừa rồi có một số bác bảo yêu cầu là cho thêm hoa văn vào. Và thực ra nếu mà cái dáng chậu này, cái dáng này là dáng dành cho chậu trơn. Nếu mà có hoa văn thì nó chỉ cần đơn giản là một vài cái chữ ở cái khung như này. Đây, một vài chữ. Đấy. Nếu như các bác mà thích có chữ luôn ở khuôn nhá, ví dụ như một số chữ phúc lộc thọ này, hay là một số chữ nó cũng vừa là chữ thư pháp nữa, thì cơ sở có thể là khắc luôn chạy luôn chữ vào cái form này. Đấy nhá, chạy thêm chữ vào đây luôn. Đó, mẫu này mặc định, để quay ra xa nhá. Mẫu này mặc định là sẽ là trơn này, nhưng mà nếu mà thích chữ thì chúng ta có thể yêu cầu cơ sở sẽ khắc thêm chữ vào, hoặc là có cách đơn giản thế này. Đó, khi đúc các sản phẩm này, các bác thích chữ kiểu nào đấy thì chúng ta khi sơn chúng ta có thể là tự sơn thêm chữ ở đây. Đấy, sơn chữ theo yêu cầu của khách chơi cây nhé, thì nó cũng rất là hay và ý nghĩa. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục tháo ra. Đấy, cái mẫu này là sẽ kết hợp với mẫu 1 mét là làm thành chữ nhật luôn nhé. Dạ, sao bộ này nó dốc ấy nhỉ? Đấy, có chữ nhật trơn luôn anh nhé. Đấy. Mẫu này làm bằng cái chiều cao của mẫu 1 mét cho nên là mua 2 khuôn là 3 khuôn luôn. Mẫu khuôn 80 anh mua khuôn 1 mét thì nó sẽ ghép vào thành khuôn chữ nhật là 81 trên miệng. Cảm giác như là khuôn nó đặt vào trong cái chậu ấy. Ok. Rồi bây giờ sẽ đo kích thước. Bộ này phủ bì đo được là 82 cm. 82 luôn nhá, 82 vuông này. Đó, phủ bì là 82. Chiều cao là 68, chiều cao chính là bằng bộ 1 mét, chiều cao chính là bằng bộ 1 mét. Cơ sở làm nguyên cái chiều cao trùng với bộ 1 mét thì chúng ta sẽ có thể ghép thành 80 nhân 1 mét thành chậu chữ nhật nhá. Khi mà anh em mua về chúng ta thể ghép được thành một cái chậu mới, đó là chậu 80 nhân 1 mét và chiều cao 68. Đây là một cái form chậu phải nói là cực kỳ đẹp. Nó trơn, đơn giản, nhẹ nhàng nhưng mà lại không kém cái phần sang trọng. Và đặc biệt nó sẽ vào một số cây, dòng cây kỹ, cây đắt tiền như là tùng này, thông này. Đấy, những dòng cây nói chung là dòng cây kỹ và cây đắt tiền nhé. Hiện tại anh em nào quan tâm đến mẫu trơn thì có thể để lại bình luận ở ngay dưới video này, hoặc là liên hệ trực tiếp với cơ sở theo số điện thoại được ghi trên hình. Và đặc biệt là nếu mà yêu cầu về phần hoa văn chữ nào đó ở trong khung của bộ khuôn này cũng có thể để lại bình luận nhé. Hoặc là khi đặt hàng chúng ta yêu cầu làm cho tôi chữ này, làm cho tôi chữ kia ở trong khung. Và yêu cầu một nữa là nếu các bác cần cỡ lớn hơn nữa
hoặc là nhỏ hơn nữa thì cũng có thể là để lại bình luận ở ngay dưới video này, hoặc là trực tiếp liên hệ với cơ sở để trao đổi cho nhanh nhá. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác, các anh em ở video tiếp theo.